nhất 12 người bị bắt, hàng chục công an bị thương vì axit, bom xăng trong vụ phản kháng cưỡng chế đất đai ở huyện Thạnh Hóa, Long An. Vụ việc xảy ra ngày 14 tháng 4 khi ba hộ dân địa phương nổi lửa tạt axit và cho nổ bình hàng gió đá để phản đối hành vi mà họ cho là cướp đất của tỉnh Long An khi lực lượng công quyền tiến hành cưỡng chế căn lều tạm của gia đình ông Nguyễn Trung Cang và bà Mai Thị Kim Hương trên mảnh đất mà họ đã sinh sống mấy chục năm nay. Trong số những người bị thương nặng, có trưởng công an xã Thạnh An dẫn đầu lực lượng cưỡng chế, Trung tá Nguyễn Văn Thủy bị tạt axit hiện đang được chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Và bố của bà Hương, ông Mai Văn Tuân, đang nằm bệnh viện huyện Thạnh Hóa vì các thương tích do công an hành hung. Đến tối ngày 16 tháng 4, một số người vẫn còn bị giam giữ, trong đó có ba thành viên trong gia đình ông Cang, bà Hương. Ông Mai Văn Phong, anh ruột của bà Hương cho biết. Đặc biệt ông già, tôi biết là già, tại vì có thương tích mà ông già thì có thương tích nặng. Là nó hành hung bị chấn thương phổi, đang bị tại viện. Còn bà già thì nó bị kéo lết là nó hay cái đầu gối móng giò bị lợi. Họp báo ngày 15 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Hóa, ông Nguyễn Văn Tạo nói, các gia đình nông dân này chủ động tấn công, đâm dao, nổi lửa, tạt axit vào lực lượng cưỡng chế. Người nhà của ông Cang, bà Hương phản bác. Em tôi là Nguyễn Trung Cang là cái đó là tự thủ cho nó đi, là nó không còn gì để sống, là nó quyết định là nó tự thiêu như nó đó. Nhưng mà con cái là người ta cứu nó được, nó quyết tâm nó tự thủ thôi, chứ ngoài ra là không có ý đồ gì khác. Và cho trong cái đầu cưỡng chế, nhưng mà tới đầu cưỡng chế rồi làm quá thì bắt buộc nó phải làm thôi. Về diễn tiến vụ bạo động người nông dân nổi dậy hôm 14 tháng 4 ở Long An, bà Nguyễn Thị Thắng, mẹ của bà Hương, thuật lại với VOA Việt ngữ. Họ không có đồng quyết định, trên xe đổ xuống là họ ào vô. Rồi tôi đứng tôi ngăn, tôi nói tôi yêu cầu mấy anh chính quyền xa khu đất này 5 mét. Nếu không thì tánh mạng tôi không bảo đảm thì nói vậy là mấy ông ồ vô rồi bắt đầu là tấn công là tối hết mấy đứa con tiền kia nọ. Rồi tôi mới chạy vượt ra mấy anh đánh thì nó té mình chết luôn. Tại vì nhà nước chính quyền vẫn không có đáng, thành ra con tôi nói bây giờ là một chết. Sống thì thuộc của cải tài sản cũng không còn, thành ra để chết đi. Ông dành quyền lợi cho bao nhiêu ngàn dân của đây làm thấy rồi là cái chế độ của Cộng sản nó đối xử với người dân tàn nhẫn như vậy đó. Tranh chấp khởi sự từ dự án giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình bờ kè thị trấn Thạnh Hóa mà huyện được giao thực hiện từ năm 2007, bao gồm đoạn đê bao dài 500 mét với tổng diện tích đất thu hồi trên 11.000 mét vuông. Báo Nhà nước dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Văn Tạo nói, 106 trong số 109 hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án này đã đồng ý giao mặt bằng cho nhà nước. Ba gia đình không chấp nhận mức đền bù là ông Nguyễn Trung Cang, Nguyễn Trung Tài và bà Nguyễn Thị Nhanh. Ông Tạo nói chính quyền địa phương đã nâng giá bồi thường từ 80.000 đồng lên thành 300.000 đồng mét vuông, nhưng các hộ này không đồng ý cũng như không chịu nhận đất tái định cư. Bà Thắng lý giải nguyên nhân. Bồi thường không thỏa đáng mới là đến nông nổi như vậy. Ở trong này thì đền chỉ có mấy ổng là gửi giấy ra đền có 600 mét vuông, tổng bán 23 triệu một mét. Làm sao con tôi mua chưa được 5 chiếc đất nữa, 120 mét vuông tổng chưa được 5 chiếc đất nữa. Cũng tại cuộc họp báo ngày 15 tháng 4, Chủ tịch huyện Thạnh Hóa khẳng định khu vực các hộ dân này sinh sống mấy chục năm nay là đất công, họ không có giấy chủ quyền, nên nay chính quyền tịch thu lại để làm công trình tiện ích. Bà Thắng bác bỏ điều mà bà gọi là kiểu nói qua loa lấy được của chính quyền địa phương. Đất đó là đất của ông cha để lại từ nào giờ đó. Ở từ nay là từ hồi năm 60 tới giờ đó. Bây giờ một tấc đất cũng là tranh chấp mà con tôi ở đó là 120 mét vuông mà không có sổ đỏ làm sao ở được với chính quyền nhà nước này. Tôi nói về là nhà bấm dấn cũng hiểu rồi, đâu phải dễ dàng gì ở dưới cái cánh đường này mà không có giấy tờ làm sao ở được. Gia đình ông Cang nói đã nhiều lần khiếu nại từ năm 2009 tới nay, nhưng không được giải quyết thỏa đáng, trong khi huyện tuyên bố là đã giải quyết theo đúng quy định. Đây là lần cưỡng chế thứ 3 của huyện đối với các hộ dân này. Hai lần cưỡng chế trước, theo lời Chủ tịch huyện được báo chí trích dẫn, thì ban công tác phải trở về vì các hộ dân này phản đối dữ. Anh ruột ông Cang cho biết hiện căn lều tạm của gia đình ông Cang và bà Hương đã bị thiêu rụi. Đất đã bị chính quyền địa phương rào lại sau khi cưỡng chế. Con cái họ hiện lang thang, không nơi nương tựa, trong khi cha mẹ chúng đang lâm vào cảnh tù tội. Ông Phong bày tỏ nguyện vọng. Bây giờ tôi yêu cầu là bên ủy ban huyện và ủy ban tỉnh trả lại cái công bằng cho gia đình của chúng tôi nói riêng, rồi cho nhân dân đất nước Việt Nam nói chung. Chuyện này mà mấy ông là đàn áp được thì mai mốt là dân đen chúng tôi thì sẽ bị ông đàn áp đi nữa. Sẽ có những gia đình khác mà cũng giống như gia đình của chúng tôi như vậy thôi. Vụ bạo động đất đai ở Long An được xem là vụ tiên lãng thứ hai tại Việt Nam, gây chú ý công luận sau khi gia đình nông dân Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng dùng súng hoa cải chống lại lực lượng cưỡng chế để bảo vệ đất canh tác năm 2012.
Xung đột đất đai vẫn là vấn đề nan giải ở Việt Nam, dù những bất cập về chính sách đất đai và nạn tham nhũng tràn lan.